Bộ phim nói về câu chuyện kinh dị mà một nữ hoa khôi trường cao đẳng gặp phải. Kể từ khi cô bắt gặp một bạn học với bóng dáng sau lưng xinh như Ngọc Trinh, Su Su bước theo vỗ vai chào hỏi thì lại gương mặt của một bà lão, khiến cô hú hồn chim én. Sau sự việc đó, cuộc sống của cô rẽ sang một trang mới với các hiện tượng kinh dị. Cũng tại cô ra cửa không chọn ngày nữ chính đi phượt vào đúng mùa lũ và thuê phải quán trọ thật là chiêu phết. Sự hiện diện kiểu xuất quỹ nhập thần của ông bà chủ quán trọ khiến cô giật mình hết fan này đến fan khác. Sau một hồi ngã giá thì cuối cùng được bà chủ sale off 40% với tiện ích bao ăn và wifi miễn phí. Bà ta xét cho căn phòng 214, sau đó bà ta dẫn Su Su lên phòng và không quen dặn với những lời kỳ dị, như là nhớ đóng cửa sổ để tránh lũ khỉ đột nhập ăn trộm. Và ban đêm tốt nhất đừng ra khỏi phòng, vì chỗ vùng núi hoang sơ thì không ai lường trước được điều gì. Nghe xong những lời đó thì Su Su có phần bàng hoàng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô định gọi điện về nhà thì mất tín hiệu. Thế là xuống mượn điện thoại, được chủ quán trọ trả lời rằng nước lũ đã làm hỏng đường dây điện thoại, phải đợi sửa. Lúc này thì có hai mẹ con xuất hiện với sắc mặt không cảm xúc, cứ như Halloween. Theo chân hai mẹ con lên lầu, nữ chính thấy đứa trẻ chỉ tay vào con búp bê. Cô ta vừa định nhặt lên đưa cho đứa trẻ, ai ngờ khi vừa chạm vào con búp bê, ma lên tiếng, làm cô hoảng hốt. Nhưng lại được ông chủ giải thích rằng đây chỉ là con búp bê gắn chip biết nói chuyện, đồng thời dặn cô đừng đụng chạm vào đồ vật của người ta đặt tại hành lang. Sau đó Su Su về phòng thì phát hiện tivi đã mở. Dù trước đó cô nhớ rằng đã tắt, chưa hết cảm giác chiêu, cô lại được ban cho một cảm giác chiêu khác với tiếng rớt đồ. Cô tự an ủi chắc là lũ khỉ thôi. Bù lại là sáng hôm sau cô vui khi xuống sảnh ăn sáng, lại gặp phải fan hâm mộ cùng trường bắt gặp. Bạn nam đã nhận ra idol của trường và năm đó có bầu cho cô ta phiếu. Cô bạn gái ngắt lời tự giới thiệu là Lục Diệu, bạn gái của Dương Đông. Và đồng thời cô nói rằng giờ đang lũ lụt, đang lúc tìm chỗ ở thì may là gặp được Lâm Phong đang tác nghiệp, nếu không thì phải 3 ngày chua chắc rời khỏi được. Vừa lúc đúng Lâm Phong xuất hiện và họ làm quen. Và trong ký ức của cô thấy Lâm Phong có vẻ như đã từng biết nhau. Là một người đang theo học nhiếp ảnh, sau giờ ăn sáng Lâm Phong lại tiếp tục chụp hình, gặp nữ chính ở ngoài. Hai người đã tán tỉnh nhau một hồi thì dắt nhau lên về phòng, nhưng là phòng ai nấy ngủ nhé, các bác đừng bậy, và nhắc cô rằng ở đây phức tạp, chú ý an toàn, có gì cứ gọi tôi. Về phòng cô ta chuẩn bị uống thì lại có tiếng gõ cửa, nhưng lại ngoại lại không thấy ai, nhưng lại gặp con búp bê mai quái ngày trước cửa làm cô lại một phén hú vía. Quay vào phòng cô nghe tiếng động lạ nên chui xuống gầm giường thì thấy thằng bé, hóa ra là người mẹ gõ cửa tìm con. Khi đêm xuống nữ chính nghe tiếng cọt kẹt nên tỉnh giấc. Cô liền ra ngoài xem và xuống cả tầng trệt, nhưng không thấy ai nên cô quay lên lầu tìm tiếp xem con quỷ cái nào phá đám giấc ngủ. A má ơi, có ma! Tiếng thét của Su Su đánh thức mọi người và họ đã ra xem. Con tường thuật lại cho họ nghe những gì đã trải qua và khẳng định không phải là ảo giác. Nhưng không ai tin, chỉ có Lâm Phong đồng cảm với những gì Su Su nói. Sau đó thì mạnh ai nấy về ngủ tiếp và nữ chính bảo Lâm Phong bầu bạn với mình. Sáng hôm sau Lục Diệu kể lại cho bà chủ nghe là tối hôm qua Su Su đã gặp những thứ không sạch sẽ. Được bà chủ đáp trả lại rằng tôi ở đây cả trăm năm có gặp cái thứ gì không sạch sẽ như cô nói. Lục Diệu đáp trả là nửa đêm hôm có tiếng động lạ và còn bị một bàn tay người chạm vào vai khi vào căn phòng trống. Bà chủ chợt nhớ đáp rằng à, tôi nhớ rồi, cái đó là nhà kho tôi để đồ vặt. Ngày xưa tôi là thiết kế thời trang, chắc là bàn tay của mấy con Mona canh. Lúc này Su Su xuống. Được Lục Diệu giải thích rằng chắc cô đã va phải những con Mona canh. Họ gặng hỏi Lâm Phong thì con đường sạt lỡ khi mới sửa xong thì Phong đáp rằng có thể là 5-6 hôm nữa. Họ đành bất lực chịu ở lại. Lúc này Su Su quay trở lại phòng, vào xem lại cái nhà kho và mang con búp bê ma quái xuống. Quay lại thì con búp bê đã biến mất. Gặp lại Lâm Phong tán dóc thì được anh ta dặn là ban đêm đừng đi lung tung. Khi vào phòng tắm thì gấp cái tóc chui ra từ cái thao, khiến cô ta chưa kịp mặc quần đã chạy ra. Và được cặp kia trấn an và vớt ra cái đống tóc giả. Lại màn đêm kinh hoàng thứ ba, điện thoại đổ, người nữ mặc áo đỏ kế bên. Sợ quá nữ chính ra ngoài tìm Lâm Phong. Nghe tiếng nước trong nhà tắm, nữ chính bước vào gặp ngay cô hàng xóm kế phòng đang trải chuốt và hỏi thăm cô còn chưa ngủ à.
Ma nữ đáp trả là tôi cùng mất ngủ giống cô thôi. Chị bị con ma trở mặt bóp cổ, dí sắp mặt. Lúc tỉnh lại thì cả đám bu quanh được bà chủ trấn an, dư luận bảo rằng Su Su bị mộng du. Su Su tường thuật lại cho Lâm Phong những cảnh hãi hùng đã gặp, nhưng lại được Lâm Phong nói rằng chắc cô mộng du cho qua câu chuyện. Hai người đang trò chuyện thì lại gặp thằng bạn nhỏ như đang đùa với một người khác. Quay trở lại trên lầu gặp bạn nhỏ, cùng do tính tò mò của Su Su lại gây hỏa, hỏi đến bối cảnh gia đình của người bạn nhỏ, nên cô ta bị người bóp cổ, và được Lâm Phong khuyên là đừng nên nhiều chuyện không tốt đâu. Lúc này đang chơi đỏ đen thì tự nhiên Đông Dương lấy ra quyển sách, bảo rằng nếu dùng máy quay Full HD làm theo hướng dẫn trong sách đọc thần chú lúc 12 giờ đêm sẽ có khả năng ghi lại được những thứ mà mắt thường không nhìn thấy. Do sự gợi ý đó đã khơi dậy tính cách nhiều chuyện của Su Su, do biết Lâm Phong không vui nên nữ chính đã giấu máy quay. Lúc này cặp đôi kia cùng bắt đầu kể lại rằng đêm qua họ cùng nghe được tiếng động lạ sau cuộc trò chuyện. Nữ chính quay lại xem video trong máy quay phát hiện cảnh kinh dị. Cô ta vội đưa cho Lâm Phong xem, nhưng không hiểu bằng thế lực nào đó thì cảnh tượng kia đã không còn. Do tin rằng quán trọ có vấn đề, nên họ lén lấy chìa khóa vào các chỗ nhà kho kiểm tra. Cái kết là các bác đã thấy, khi bà chủ lên thì bị chất vấn tại sao lại thế này thì lại bị bà chủ trách ngược là các người ăn cắp chìa khóa xâm phạm căn cứ không hợp pháp. Tôi còn chưa tính thì các người lại trách ngược. Phát hiện điều bất thường, nữ chính gặng hỏi Lâm Phong, được Lâm Phong đáp trả là không nói cùng vì muốn tốt cho nữ chính. Tự đi tìm sự thật làm cho ra lẽ, một lần nữa cô lại dùng máy ghi hình làm tiếp nhiệm vụ và lần này thì toang rồi. Trong lúc trốn chạy cô ta đã vấp phải phần mộ của ông bà chủ quán trọ, nghe tiếng vọng lại họ phát hiện thì ra Phong và ông bà kia là một phe. Đồng thời phát hiện xác của cặp đôi thì ra họ đã tử nạn, được ông bà chủ gọi lại bảo cô chúng tôi là người chung một giới với chúng tôi. Và cô gặp tai nạn 7 ngày trước đó, và được Lâm Phong tiết lộ rằng cô chưa chết, chỉ là đang ở trạng thái người thật vật, khuyên cô hãy quay về với cha mẹ, anh ta có thể chờ cô 20 năm nữa. Lúc này Su Su tỉnh lại, bác sĩ cho rằng đây là một kỳ tích, và cùng một phần may mắn được chính nón bảo hộ. Đoạn phim đến đây là hết, cảm ơn các bác đã xem, hãy theo dõi kênh và nhấn like ủng hộ kênh nha.